Chúng ta sống trong thế giới này vì thế giới. Sư phụ Thanh Hải vô thượng sư giảng vào ngày 28 tháng 5 năm 2007 tại Úc. Hay không? Lý do tôi không có đội ngũ nào là vì tất cả đội của tôi đang làm việc cho truyền hình vô thượng sư hoặc là mọi thứ khác để hỗ trợ tất cả việc này. Cho nên đi đâu tôi cũng chỉ đi một mình, thậm chí không có người nào sắp xếp bất cứ gì cho tôi. Một mình tôi làm hết. Không ai lấy hành lý hay là chúng con làm được, mang trà cho tôi này nọ. Công việc tốt ha. Nhưng ban đêm khi sư phụ nói, người nào đó không thể ít nhất trong chừng công việc để cho sư phụ làm việc khác, rồi cho sư phụ biết khi nào có tin gì đó hay giúp việc gì đó. Cái đó tôi cũng có khoảng 3-4 người này ở nhà. Nhưng dĩ nhiên là quý vị cũng giúp được. Nhưng tôi không muốn quý vị bỏ gia đình, con cái và đứa trẻ 25 tuổi. Sư phụ, chúng con có thể sống gần ngày. Sống gần? Làm sao? Người ta đâu có nhà cho mướn gần đó. Dạ, có lẽ cắm lều. Lều. Hay có lẽ chúng con nên đi LA 6 tháng. Chúng con có thể xin thị thực 6 tháng để giúp ở đó tại truyền hành vô thượng sư. Dù sao sư phụ xem coi nơi nào thích hợp nhất cho chúng con thì quý vị cứ đi. Tại sao quý vị không, nếu quý vị muốn đi LA không cần phải hỏi tôi. Con muốn ở bên sư phụ. Không, ý ta nói là bất cứ gì tốt. Hầu hết như người nấu ăn cho tôi mấy năm nay. Bây giờ họ đi nấu ăn cho nhà hàng thuần chay để người khác thưởng thức và chuyển sang thuần chay. Cho nên bây giờ tôi ăn mấy đồ dở hoặc tự nấu cho mình. Thư ký của tôi phải làm việc khác và người khác nữa phải làm việc khác. Bởi vì bây giờ chúng ta ngày càng có nhiều việc. Cái gì? Vợ con là đồng tu, người Đài Loan Formosa, vợ con nấu ăn ngon lắm. Cô ấy đâu rồi? Dạ, có lẽ dưới lầu đang rửa đấy. Vậy hả? À, cô ấy là người Đài Loan Formosa. Vợ con là người Đài Loan Formosa. Dạ, chúng con sống ở miền Nam nước Pháp. Bây giờ cô ấy là người Pháp hả? Dạ không, cô ấy chưa. Vậy làm sao? Vợ con có giấy tờ ở Pháp. À, tôi hiểu. À, được rồi. Tôi sẽ nghĩ về... Và con phiên dịch cho truyền hình vô thượng sư và bản tin. Hiểu. Vậy làm sao anh bỏ nhà cửa và con cái này nọ? Chúng con sắp sửa một căn nhà, nhưng nếu bây giờ sư phụ bằng lòng thì có một giấy pháp. Căn nhà, chúng con lo liệu để sống với nhau cũng tốt. Nhưng nhà ta nhỏ lắm, ý nói nó lớn nhưng đầy người thân chó và chim rồi. Dạ không sao, không thành vấn đề, chúng con có thể ở. Không thành vấn đề, quý vị sẽ sống ở đâu? Trong lều. Dạ, chính tôi cũng sống trong lều. Và trong cái nhà kho nhỏ ngoài vườn, tôi có nói rồi, 2 mét vuông. Tôi sống ở đó, nói thiệt, tới tối tôi đi vào, cả ngày lẫn đêm lo cho người thân chó, bất cứ gì và người thân chim, ban đêm tôi phải ở đó trông chừng họ, để lỡ chuyện gì xảy ra vào ban đêm. Nếu tôi không ở đó thì ban đêm có một người thay phiên tới đó ngủ hoặc thiền, chỉ để trông chừng họ, vì nhiều người thân chó và nhiều người thân chim lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có chuyện gì xảy ra, nhưng sao mình biết được nếu ban đêm họ đau ốm hay sao đó, nên lúc nào cũng có người túc trực. Họ cũng như trẻ em vậy, không thể để họ một mình được. Ngay cả ban ngày cũng không thể để họ một mình, luôn có người ở đó. Hoặc tôi, hoặc có người nào đó nấu ăn, hoặc có người luôn luôn ở đó. Chúng tôi lo cho họ suốt ngày, bởi vì còn phải đưa họ ra ngoài 4-5 lần một ngày. Phải lau rửa cho người thân chim, lòng chim, và làm cho nước sạch hoài hoài. Coi nước uống có sạch hay không sạch, thay nước. Cho ăn thuần chay đúng giờ, cho ăn đồ ăn vặt, lau chuồng chim. Dọn phân quế của họ này nọ. Dạ, con làm được. Làm được hả? Được rồi, tôi sẽ nghĩ xem. Dạ. Tôi phải về nhà xem xét lại ai là ai. Bởi vì bây giờ nhiều người quá, tôi không biết. Không đơn giản vậy đâu. Và mấy quý vị, bây giờ quý vị về nhà chưa? Dạ chưa, dạ. Tôi có thời gian không? Dạ buổi chiều, được. Tôi có thời giờ không? Dạ có, chúng con về lúc 5 giờ chiều nay. Được, tôi có thời giờ cho tất cả quý vị không? Dạ, chúng con đợi. Được rồi. Ôi trời ơi. Vậy thì chúng ta ở khách sạn cho rồi, vì ở đâu cũng không có đủ phòng như vậy. Trời ơi, chỉ có khách sạn mới chứa nổi nhiều người như vậy. Nhà tôi đâu có chỗ. Tôi có một cái nhà lớn và một cái nhà canh gác. Nhà canh gác thì có 4 phòng. Bây giờ có người ở trong đó rồi, mỗi người một phòng. Tôi đã hứa với họ, lần sau sẽ được phòng riêng. Bởi vì trước đó họ sống trong nhà xe hay nhà kho gì đó. Nên bây giờ họ được phòng riêng, họ vui rồi. Nếu quý vị đến, chắc họ sẽ ghét quý vị đó. Chúng con có thể ở lều.
Lèo ban đêm lạnh mà, phải không? Dạ, không thành vấn đề. Mùa đông lạnh, mùa đông. À, mùa đông có thể lạnh, nhưng dù sao đó không lạnh lắm, không thường xuyên. À, 2 độ hay 0 độ C. Được hả? Dùng từ ngủ mà lớn vậy. Dạ, con thì không thành vấn đề, con có thể ngủ với mấy người thân chó. Vậy sao? Mỗi người ôm một người thân chó thì ấm. Tôi nghĩ họ sẽ không thích quý vị đâu. Quý vị hồi ngồi thiền. Ôi, chào ơi, làm sao lo mấy chuyện này đây? Quý vị có chắc không? Cô đang làm gì ở đó? Học xong các bạn chưa? Dạ rồi, con học xong hồi tháng 12. Vậy bây giờ cô làm nghề gì? Bác sĩ vô danh. Dạ, con là bác sĩ miễn dịch học, miễn dịch phân tử. Vậy bây giờ không đi làm sao, bác sĩ? Thưa, lúc này con đang trong thời gian chuyển tiếp, đang tìm việc mới. Hiểu. Và con có để dành một số tiền từ chỗ cũ. Có cái gì cơ? Bán chỗ ở của cô hả? Thưa không, con vừa mới mướn một căn hộ và vẫn còn tiền công việc cũ mà con làm hồi trước. Hiểu rồi. Rồi, ôi thôi. Wow. Từ đâu? Làm sao? Chắc tôi phải mua khách sạn nữa. Jesus Christ. Chúa ơi, như một ngọn núi. Xin sư phụ suy xét. Thank you for your... Nhưng cảm ơn tình thương của quý vị. Cảm ơn sư phụ. Nói thiệt với quý vị, chắc tôi không cần nhiều người giúp việc như vậy đâu. Nhưng cảm ơn quý vị. Nếu quý vị đến, chắc nó sẽ thành như trung tâm vô gia cư. Hoặc tôi phải mua một khách sạn nữa. Ngay cả khách sạn này cũng không chứa hết được những người này. Nếu quý vị muốn mỗi người một phòng, hoặc ngay cả mỗi phòng 2-3 người cũng sẽ khó khăn. Ngoài ra, thì thật của quý vị sao quý vị có được? Thưa sư phụ, con có một hộ chiếu của Ý. Hộ chiếu của Ý, làm sao? Lúc nào con cũng có hộ chiếu đó. À, tôi tưởng cô có hộ chiếu Nam Phi chứ. Con có hộ chiếu Nam Phi vậy. À, tuyệt vời, cô thật là thông minh. Thưa sư phụ, con tự do, con có thể bán tất cả rồi, không còn nợ nần gì hết, và gia đình con không cần con, họ thậm chí không muốn con ở gần. Được rồi, vậy còn bạn trai của cô thì sao? Dạ, quên bạn trai luôn. Lãng mạn quá chừng. Tội anh chàng nếu nghe được. Thưa sư phụ, ngài là tình thương tốt nhất. Tại vì mối tình đầu của con luôn là sư phụ. Nhưng cô sẽ làm gì đây? Con không cần anh ấy, chỉ đi theo và ăn thôi hay sao? Dạ không, con muốn làm việc với ngài. Làm việc gì cưng? Con lái xe giỏi, con là tài xế rất giỏi, con không bị lạc đường. Không cần chỉ đường. Không bị lạc, tốt, con không bị lạc. Ôi trời ơi, và con biết nấu ăn, con cũng biết dọn dẹp nữa. À, tôi biết chúng ta đâu cần tất cả những người này nấu ăn dọn dẹp. Chào quý vị, dễ thương quá. Tôi không ngại, muốn chứa hết tất cả quý vị, thành thật mà nói. Tôi không ngại, nếu quý vị không có gì làm thì cứ ở lại thiền. Tôi chỉ cần mỗi ngày $10 cho thức ăn của quý vị thôi. Nếu quý vị không có tiền thì đừng nói tới chuyện đó. Không, không sao đâu. Về tài chính không có vấn đề gì. Thật ra, nếu quý vị ở nhà tôi và nếu có đủ tiền để dành thì không tốn bao nhiêu. Có lẽ tổng cộng 5 âu kim là ăn uống ngon lành rồi. Quý vị tối thiểu có 5 âu kim chứ? À không, 5 âu kim thì ít quá. Dạ có thế sư phụ. 5 âu kim một ngày cho đến hết cuộc đời. Dạ có. 5 âu kim có đủ để cho một người ở châu Âu ăn một ngày không? Dạ không. Không nghĩa là sao? Quý vị muốn ăn gì? Tôi chỉ cho quý vị một ổ bánh mì với một chai nước khoáng thôi. Đó là 5 âu kim. Không, chúng ta cũng có thể trồng rau củ và tự cung tự cấp. Chúng ta có thể buôn bán. Buôn bán? Vậy sống với tôi làm gì? Được, mình buôn bán. À, cũng có thể được. Tốt, vậy tốt. Chúng ta cũng có thể buôn bán. Buôn bán trên mạng. Bán đồng tu. Ai muốn mua một người yếu đuối, vô vọng, thất nghiệp, không có bạn trai không? $1 Hoặc có lẽ không có tiền mua thì miễn phí. Tôi biết quý vị ai cũng làm được mọi việc, tôi biết vậy. Có điều sống với nhau trong cùng một cộng đồng có thể phức tạp đó, hiểu không?
vấn đề xung khắc tính tình. Bây giờ quý vị nói, bởi vì quý vị đang vui, vì lâu rồi mới được gặp tôi, sao cũng được, con chỉ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề tới khi thành Phật. Nhưng không đâu, khi đến đó quý vị sẽ nói, phòng mình nhỏ quá, mình phải ở chung phòng với ba người và họ hôi hám. Họ không lau dọn nhà tắm, rồi cái này, cái nọ, cái kia, đủ thứ chuyện xảy ra. Nghe này, khi quý vị ở Hungary đó, nhớ không? Nhiều người muốn đến ở với tôi, nhưng dù sao lúc đó tôi không có phòng, tôi không có chỗ. Nhưng một số họ đã đến. Và lúc đó tôi cũng có một căn nhà rồi. Và bởi vì chúng tôi mới dọn vô, có rất nhiều việc phải làm, còn lộn xộn, cần phải bắt đầu xây chuồng cho người thân chim, chỗ ở cho người thân chó, đủ thứ việc cần phải làm cho nhà mới. Nên tôi để tất cả họ cạnh phòng tôi. Tôi có một phòng với tất cả người thân chó, ngủ ở đó ban đêm. Dưới lầu thì trống cho mọi người, phòng khách lớn. Cho nên ban đêm, chúng tôi ngủ trên lầu, vì phòng ngủ ở trên đó. Có một phòng ngủ cho tôi với tất cả người thân chó, rồi nữ thì có mấy phòng bên cạnh, nam thì có mấy phòng đối diện với phòng tôi, đối diện, nhưng dọc theo hành lang dài, ở một khu khác. Và có phòng cho người thân chim, còn người thân chó thì ở với tôi. Cho nên, nữ phía bên này nhà, nam và người thân chim thì ở phía bên kia nhà. Tôi cũng có một căn nhà canh gác với 4 phòng và đầy đủ mọi thứ, dĩ nhiên. Nhưng lúc đó, tôi thấy nhà canh gác còn dơ lắm, chưa lau dọn, chưa có thời giờ lo chỗ đó. Vì mới dọn vô thôi, chúng tôi không có gì cả, phải đi mua cái này cái kia, lau dọn chỗ này chỗ nọ, có hiểu thế nào không? Bởi vì mình đâu có mang hết theo được, chỉ có vài chiếc xe và vài tài xế thôi. Còn phải có chỗ cho chuồng của người thân chó, chuồng của người thân chim và mấy đồ cá nhân cần thiết, mấy đồ nấu ăn nữa. Quý vị có hiểu như thế nào không? Dọn nhà đó, chúng tôi không thể mang theo gì cả ngoại trừ mấy cái thứ ngủ. Ngay cả giường cho người thân chó cũng không mang theo được. Cho người thân chó ngủ trên túi ngủ cũng được, gấp lại làm hai, làm tư là được rồi. Hoặc là để hai cái chồng lên rất mềm. Tôi cũng ngủ trên túi ngủ một mình, một túi ngủ nữa đắp lên. Nhưng người thân chó thì được nhiều hơn chút. Đó là lúc ban đầu, sau đó phải mua nhiều thứ. Rồi lau dọn nhà cửa vì họ dọn không sạch lắm. Rồi làm chuồng, sửa soạn chỗ ở, biết không? Sắp xếp mọi thứ. Ba chàng trai tạm thời ở với nhau trong một phòng trống. Nhưng một trong ba chàng nói với hai chàng kia, sau đó ba chàng muốn dọn ra nhà canh gác liền sáng hôm sau. Tôi hỏi tại sao cứ đây trước đi? Nhà canh gác chưa ở được. Chúng ta phải lau dọn sạch sẽ xong hết rồi mới ở vào được. Bởi vì lâu rồi không ai đó, có vi trùng hay gì đó, móc meo, đủ loại ẩm ướt, không biết có gì đó, quý vị ở đây đi. Tôi hỏi tại sao vậy? Dĩ nhiên mai mốt quý vị sẽ được ở đó nếu muốn, nhưng bây giờ là mùa đông. Mình ở đây an toàn hơn. Nhà canh gác đó không biết máy sưởi có chạy không, không biết có nước nóng không. Chúng tôi chưa có thời giờ coi thử và dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài cho quý vị. Mình vì chỉ có vài người trước tiên hay sắp xếp chỗ này cho người thân chim và người thân chó. Cho nên hãy ở đây đi. Nhưng họ vẫn muốn đi ra nhà canh gác. Tôi hỏi vì lý do gì? Tôi tưởng không ai cần phòng chứ. Vì quý vị nói sẽ thiện suốt đêm mà. Quý vị nói với tôi như vậy mà. Nhóm ở Hungary, họ nói chúng con không cần phòng. Chúng con không cần ngủ nữa. Chúng con theo sư phụ thôi. Thiện suốt đêm. Nhớ không? Như lúc mới quen đó. Bây giờ quý vị đến, có phòng đàng hoàng và chỉ ba người thôi, sao còn muốn giờ đi chỗ khác? Tối hôm qua con muốn đi uống nước, mà mấy người thằng chó nằm khắp nơi, con không ra được. Lý do vậy đó, tin được không? Quý vị có tin không? Nó sẽ ra như vậy đó. Rồi cuối cùng họ ra đó. Ý tôi muốn nói là những gì quý vị ảo tưởng về chính mình và những gì quý vị làm khi đối diện với thực tế không giống nhau. Ba chàng trai đã có phòng kế bên tôi. Còn muốn gì nữa? Được một phòng có nhà vệ sinh riêng, phòng tắm riêng. Thậm chí có hai phòng tắm ở hai bên cho họ. Một phòng có bồn tắm, một phòng có vòi sen. Họ có nhà vệ sinh riêng, tất cả đều ngay bên cạnh phòng họ, trước cửa phòng. Liền bên, nhưng không hẳn là ngay bên cạnh. Hành lang như vậy, một bên là phòng của họ, một bên là tất cả phòng tắm, như vậy còn tốt hơn nữa. Ngay trước cửa phòng họ bước qua đối diện, chỉ cách cái hành lang thôi. Người ta xây riêng ra, nhưng đó là cho họ, cho phòng này. Trời ơi, khát nước, một lần có chết đâu. Lấy bình nước mang lên lầu uống vào ban đêm dễ mà, nếu có thói quen này. Vì lý do đó thôi mà dọn ra, thí dụ vậy, cứ để họ đi thôi.
Đó là một đặc ân lớn. À, tôi biết đó là một đặc ân lớn khi được làm gì đó cho sư phụ. Không phải vậy, mà là đầu óc của chị đang ảo tưởng khó lắm. Đầu óc rất mạnh, ngã chấp làm chủ rất tài tình. Và nghiệp chướng cũng đè lên người quý vị. Không, tôi không đuổi anh ta ra. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Sao mình có thể nhượng bộ một chuyện như vậy? Dù được ở ngay cạnh tôi. Bao nhiêu người được ở cạnh phòng tôi chứ? À, vì lý do đó có thể hy sinh chút nước uống mà. Có thể đợi sáng hôm sau. Dù cái đó kêu bằng hy sinh đi nữa. Tôi nói quý vị nên, ngay cả trước đó chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau. Tôi nói bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn vui, vẫn may mắn. Bởi vì hãy nhìn người tị nạn Phi Châu và những người khác ở khắp nơi, ngay cả nước họ cũng không có. Họ phải đi bộ 10 cây số hay 10 dặm để lấy nước, được một bình nước đội lên đầu. Sau đó có thể còn bị cướp bóc, tấn công, giam giữ trong lúc đó, hoặc trên đường đi 10 cây số để lấy nước chỉ được có một bình. Nếu họ có bệnh để mà đựng, quý vị thấy người đau phu này nọ, quý vị biết những chuyện này phải không? Cho nên dù sao đi nữa, chúng ta có những thứ tốt nhất rồi, chúng ta may mắn nhất rồi. Họ biết hết. Thế mà vẫn than phiền là ban đêm không uống nước được, tại vì người thằng chó. Tại vì ban đêm tôi để cửa phòng mở cho mấy người thằng chó, không chỉ ở trong phòng tôi thôi. Bạn chó nào muốn ở trong phòng thì ở, còn ai muốn duỗi, nhiều khi mấy bạn chó thích ra hành lang và ngủ đó, sao lại không? Ngoài đó mát hơn, có người thằng chó thích mát hơn, có người thằng chó thích ở cạnh tôi, tất cả đều tự do. Hành lang rộng rãi, rộng hơn cả phòng tôi. Phòng tôi có thể chứa hết 10 người thằng chó, nhưng chật. Nên tôi mở cửa ra, người thằng chó nào muốn ra ngoài thì ra. Vì vậy mà anh ta không muốn ra. Sợ người thằng chó sủa, nhưng người thằng chó đâu có sủa, họ biết anh ta mà, chú chó sẽ không sủa. Vậy vấn đề là gì? Tôi không biết. Chỉ muốn có phòng riêng vì nhà đó có 4 phòng. Được mỗi người một phòng. Riêng tư hơn. Tôi đã hỏi rồi. Muốn riêng tư để làm gì? Để làm gì? Để làm chuyện bí mật mà người khác không thấy sao? Không có bí mật. Tại vì cái nhà rộng, dĩ nhiên là nó cám dỗ mình. Nó dụ mình đến đó, được phòng riêng. Cái đó đợi thời gian sẽ được. Dù sao bây giờ tôi cũng cho họ phòng đó. Nhưng người đó cũng có những vấn đề khác nên đã bỏ đi. Và cũng có vấn đề gia đình này nọ nên đã đi. Nhưng không phải vì chuyện cái phòng đó. Anh ta đã đón một thời gian dài sau vấn đề nhà đó. Sau đó tôi nói anh cứ đây một thời gian, vài ngày nữa, rồi chúng ta lau dọn nhà cửa từ trong ra ngoài trước, sau đó anh có thể dọn vào, tôi thấy như vậy an toàn hơn. Bởi vì lâu rồi không có người trong nhà canh gác đó, họ không có người canh gác, nên họ để đủ thứ đồ trong đó giống như nhà kho. Khi tôi mới tới đó kiểm tra nhà, tôi đã thấy rồi, tôi không thích, chúng tôi phải dọn dẹp tất cả. Thảm, hôi hám, ẩm ướt, dơ bẩn, móc mèo, đủ thứ, không làm vậy được. Ít nhất cũng phải thay thảm, lau dọn nhà cửa, dọn dẹp đủ thứ rồi mới đụng vô. Lúc đó chúng tôi thiếu nhân lực vì mới dọn vào. Sáng hôm sau anh ta đã muốn dọn qua rồi. Tôi nói không, bây giờ chưa được. Chúng ta còn rất nhiều việc quan trọng hơn phải làm trước. Phải mua thêm đồ để nấu nướng rồi mua rau củ. Không có thời giờ dọn qua đó. Một căn nhà dơ bẩn bị bỏ bê, cũ kỹ, móc meo, ẩm thấp. Lâu rồi không có người dùng. Nhưng họ tưởng tôi kiểm soát họ. Đâu phải vậy. Kiểm soát người khác để làm gì? Muốn kiểm soát người nào thì mình cũng phải luôn ở bên họ, giống như cảnh sát với tội nhân vậy, phải xích lại với nhau. Tôi không muốn vậy. Nhưng nghiệp chướng quả thật không thể tưởng tượng. Ngã chấp là một cái không thể tưởng tượng khác. Trời ơi, thật không thể nào tưởng tượng. Nghiệp hay ngã chấp của con người lại có thể gây nhiều tai hại cho họ, cho sự hiểu biết của họ đến như vậy. Tới nỗi có người còn làm ngược lại chỉ thị của tôi, ngay cả truyền hình vô thượng sư hoặc trong trường hợp này, thí dụ vậy, họ không có ý đó, mà chỉ vì nghiệp chướng của họ thôi. Quý vị không biết đâu, có những người, một số người trong quý vị đã hại tôi trong quá khứ. Thí dụ như, lấy tài sản của tôi hoặc tố cáo tôi vì ganh tị, vì tôi nổi tiếng, vì người ta thích tôi và quý vị không thích như thế, quý vị không hiểu tại sao. Tại vì đẳng cấp của quý vị quá cao, có lẽ đã là nhân viên của tôi hoặc là bạn của tôi, rồi quay lại phản tôi này nọ. Tất cả những cặn bã này vẫn còn trở lại. Không phải ai cũng khai ngộ. Cho nên nói quý vị nghe. Tôi sẽ rất vui nếu tôi không có gì hết.
không có ai, không có đệ tử nào. Nhưng hoàn cảnh là vì tôi có người thân thú cưng, tôi cần một căn nhà. Người thân thú cưng cũng là nghiệp mà đến với tôi. Vì quý vị không muốn nuôi người thân thú cưng của quý vị tống người thân thú cưng của mình đi. Không phải quý vị ý nói một số người, đã tất cả những điều đó tôi phải lo, thí dụ vậy. Đủ loại điều tôi phải tiếp nhận vì quý vị làm xáo trộn hết. Thí dụ vậy, hoặc có một số người trước kia, xin lỗi, đã giết tôi. Thí dụ vậy, và ngay cả bây giờ, họ có thể đến nhà tôi ở, nhưng cặn bã còn lại của họ vẫn gây đau đớn cho tôi rất nhiều. Nhiều khi bất cứ gì họ làm một cách vô thức vẫn gây đau đớn, vì họ đã thề nguyện là sẽ trở lại sau khi ở dưới địa ngục một thời gian rất lâu. Họ thề nguyện là sẽ trở lại đi bù đắp để giúp tôi hoặc làm gì đó để chuộc tội cho chính họ, nhưng họ không thể tránh nghiệp lực. Đôi khi rất mạnh, định nghiệp của kiếp này, họ tranh đấu với nó. Và như tôi đã nói rồi, mấy cặn bã đó bay thẳng tới họ và dính vào họ, bám chặt vào họ và gây rắc rối nữa. Và nếu họ không thiền đủ thì những thứ này có thể gây rắc rối cho chúng ta. Nên tôi chỉ cảnh báo rằng mọi chuyện không dễ dàng như lòng rộng lượng của tôi. Ai cũng có thể đến nhà tôi ở, điều đó tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi rất thích mang theo tất cả quý vị. Rất muốn tất cả quý vị ở lại đây và thiền. Phải, quý vị có thể chỉ ở đây thiền hay làm gì đó. Nếu không có vấn đề tài chính thì quý vị có thể ở lại đây gộp tiền lại với nhau ăn uống và thiền, vậy cũng tốt. Và có lẽ tôi, chúng con thường xuyên đến đây được không ạ? Được, quý vị đến thường xuyên nếu muốn. Quý vị tọa thiền ha, nhưng sao lại tiêu tiền đi tới đi lui nhiều như vậy? Thiền ở trung tâm quý vị cũng tốt rồi. Chỉ khi nào tới đây thì quý vị tới, hoặc nếu muốn ở đây luôn. Vì quý vị là người Áo và không có gì làm, và muốn thiền hoặc muốn ở đây làm việc, thông dịch hay gì đó, một cách âm thầm thì cũng có thể. Nếu có khả năng chi trả chỉ một bữa hoặc hai ba bữa một ngày cũng được. Không làm gánh nặng cho ai. Vậy thì được. Vì tôi không ở đây, nên không biết người nào sẽ lo cho quý vị, thành ra phải tự lo cho mình như vậy nha. Một điều nữa, mấy năm này rất là kinh khủng, tại vì nhiều khi người ta tới nhà tôi và dĩ nhiên tôi cần người giúp, nhưng không bao giờ kiểm tra người ta, nên họ tới và mang theo quá nhiều rắc rối, đôi khi còn gây hại cho thân thể tôi, nhưng tôi không muốn nói là ai. Cho nên nhiều lúc không dễ gì cứ mang người nào vào. Từ giờ trở đi, tôi phải cẩn thận hơn. Thật đáng sợ, quý vị không biết đâu. Sợ lắm. Ngay cả từ xưa, nếu tôi liên lạc với một vài người quý vị mà có nghiệp chướng tương tự trong quá khứ, nó sẽ làm mình lão đảo nữa. Nó sẽ động vào phàm thân của tôi nữa, làm nó khổ sở, ít nhất là phần thể xác. Vì vậy mà tôi phải chạy tới chạy lui mất 2 ngày thay vì 2 tiếng để tới đây, vì tôi không đủ cẩn thận, tưởng rằng mình nhờ được họ. Nhưng sự giúp đỡ đôi khi rất đắt giá. Không phải 2 tiếng, mà 2 ngày. Tốn thêm rất nhiều tiền vì tôi phải trả nhiều cái phát sinh thêm và tiền vé mà không thể dùng được. Rồi cái vé kia không có thể trả lại vé kia. Có lẽ nhưng vé này dùng rồi không thể đi đòi lại vé kia. Tôi cũng không muốn vì quá rắc rối. Rồi phải đưa cho họ số tài khoản của mình này nọ, rất là bất tiện. Nó phải thuộc về quốc gia nào đó. Đủ thứ chuyện này nọ thật là, cho nên coi như là mất hết số tiền đó rồi, còn tiền trả thêm cho taxi đường trường và đủ thứ chuyện khác. Rồi nguyên một toa xe lửa, trả tiền nguyên một toa xe, đủ thứ. Phí rất nhiều thời gian và đi bộ qua nhiều sân ga. Mệt hết sức. Khi mới tới đây không biết sao tôi còn đứng nổi, nhưng biết không, thấy mặt quý vị tươi cười à và chúng ta nói chuyện một chút. Nhưng đêm hôm đó, tôi thật sự nhừ tử rồi. Nói chuyện với quý vị xong là tôi chết rồi. Trưa hôm sau, tôi phải làm cho mình sống lại. Nhưng khi trở về đó, tôi vẫn không sao ngủ được. Có cái gì đó làm cho tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại, muốn thiền tốt cũng không được. Tại vì trước đó tôi vẫn còn phải lo mấy công việc khác, giấy tờ, tài liệu này nọ. Sau đó tôi nghĩ mệt quá,
Chắc chết mất. Rồi cả đêm trằn trọc. Thành ra sáng nay tao đã nhự tử rồi. Vì vậy mà mãi tới 12 giờ trưa gì đó quý vị mới thấy tôi. Thấy hơi xấu hổ. Nhưng dạ không, thưa sư phụ, không sao. Tao đã nhự tử, không còn biết trời trăng gì nữa. Nếu thiền được thì cũng đỡ, nhưng lại không thiền được. Có cái gì đó làm cho mình cứ quay qua quay lại, giống như có kim dưới ghế hay dưới chỗ mình ngồi, cái cảm giác vậy đó, rất là bực bội. Lẽ ra không nên xảy ra như thế đối với tôi, thật vậy. Nhưng khi có nghiệp chướng quá nhiều, nó làm mình như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, cũng để cho tôi thông cảm với quý vị. Nhiều khi quý vị cũng không thiền được, thành ra tôi luôn hiểu quý vị. Tại vì nó đã xảy ra cho tôi, ngay cả chính tôi. Vì tôi gánh vác nhiều quá. Cái thân này tuy siêu đẳng, nhưng nó cũng như của vị. Vậy là mạnh lắm rồi, tôi cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên cho thân thể nhỏ bé của mình. Tôi hành nó không ngừng. Với đủ mọi thứ chồng chất lên nó. Ngay cả nhiều lần bị giải phẫu rồi, cánh tay bị gãy, đau khắp mình mẩy này nọ, tôi thật sự ngạc nhiên là nó vẫn còn đó. Dạ, tuyệt vời, tôi cũng rất biết ơn cái xe này. Bây giờ trong trường hợp vì lý do nào đó mà tôi không nhận quý vị thì đừng cảm thấy đau lòng nha. Dạ, đừng cảm thấy đau lòng, có lẽ chúng ta không hợp. Có lẽ quý vị không nên ở đó, có lẽ quý vị nên làm việc khác, ở chỗ khác trong xã hội, hoặc có lẽ nghiệp quý vị với gia đình chưa được đền bù. Nói làm sao? Dạ, xóa hết, chưa được thanh toán, chưa giải quyết xong. À, có khi như vậy đó, hoặc đôi khi quý vị ở với tôi, rồi tôi biểu quý vị đi về. Không phải vì tôi không thích quý vị, nhưng tôi muốn quý vị đi bởi vì có lẽ quý vị nên đi. Thời gian của quý vị đã hết, hoặc gia đình đang cần quý vị, hoặc ai đó đang kêu gọi quý vị một cách tuyệt vọng, đang cầu sư phụ, một trong những anh chị em đồng tu của quý vị đó. Anh chị em đồng tu của quý vị, và rồi tôi phải làm gì đó có thể để quý vị phải chạy đi. Bởi vì nếu tôi nói cưng ơi, cưng đi về nhé, thì quý vị sẽ cầm đi. Thế sư phụ, dạ không, tại sao? Không, con sẽ chết ở đây, con không muốn đi. Con sẽ chết với sư phụ, đại khái vậy. Cho nên nhiều khi tôi phải dùng lời lẽ có vẻ hơi cọc cằn, để quý vị cảm thấy nghiêm trọng, biết không? Sư phụ không thương mình nữa, mình đi thì tốt hơn, giống vậy đó. Nhưng không phải vậy, tôi không bao giờ ngừng thương bất cứ ai trong quý vị, ngay cả người ngoài, không bao giờ. Chuyện đó không xảy ra, thế thôi, không thể xảy ra. Tôi không thể nào như vậy được. Cho nên đừng bao giờ lo về tình thương của tôi dành cho quý vị. Đừng bao giờ nha. Bởi vì nó đã được lập trình như vậy rồi. Không có cách thay thế cho giải pháp này. Vì thương mà tôi chịu khổ rất nhiều. Vì thương mà tôi làm rất nhiều thứ. Vì thương tôi chia ra hết tiền kiếm được. Tất cả chỉ vì tình thương. Cho nên không thể có chuyện không thương. Bởi vì tôi vẫn tiếp tục làm những gì đang làm và sẽ tiếp tục phục vụ quý vị và người khác bằng hết sức mình. Thành thử không thể nào có chuyện không còn thương ai nữa. Cũng như quý vị nói với mặt trời, đừng chiếu vào người đó. Để yên người đó một mình ở góc đó và chiếu vào những người khác đi. Mặt trời cứ chiếu vào đám đông, chứ đừng chiếu vào cô ấy. Vậy có được không? Dạ không. À, nó như vậy đó. Tình thương là như thế. Nó không thể chừa cái gì ra. Mặc dù trong đầu có thể nói rằng, à, tôi ghét người đó, tôi không ưa ta. Nhưng không phải như thế. Tình thương là bao gồm tất cả. Không thể cắt nó. Chỉ cho một người thôi. Biết không? Có một chuyện cười tiếng Hoa rất tếu. Có một người kia tôn sùng một vị Phật. Nhưng kinh điển Phật giáo có nhiều vị Phật, quý vị biết phải không? Có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát cũng là một vị Phật, và Phật Thích Ca. Mỗi vị có công đức và giá trị khác nhau. Thí dụ như dược sư Phật, nếu mình bệnh này nọ, thì cầu nguyện vị này. Nếu không muốn bị đọa địa ngục thì cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài ở trong địa ngục để cứu khổ cứu nạn. Thí dụ vậy. Rồi, người sùng đạo này thích Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên bà lấy tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để lên bàn thờ. Nhưng đó là trong chùa, ai cũng có một vị Phật họ thích, nên họ để tất cả lên đó. Rồi mỗi ngày bà đốt nhang trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật hay là Bồ Tát, cầu chỉ một vị đó thôi.
Bà Lào đi mấy vị Phật kia cũng được đi, nhưng hương nhang bay khắp nơi. Đến luôn cả mấy vị Phật kia. Thấy vậy bà nói không thể được, chỉ cho ngài thôi. Bà không thích như vậy một tí nào. Nên bà làm một cái hộp nhỏ bằng gỗ, nhốt vị Phật vô trong đó, chỉ để một cái lỗ nhỏ trước mũi ngài. Và rồi đốt nhang để nó bay vào cái mũi đó thôi. Cái lỗ không tới cái mũi, nên chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát ngửi được hương nhang của bà thôi, không vị nào khác ngửi được. Tưởng tượng được không? Tội nghiệp ông Phật. Nếu ngài biết, nếu ngài còn sống, ngài bị nhốt trong cái hộp gỗ đó và chỉ có cái lỗ nhỏ phía trước mũi. Cho nên tình thương có nhiều dạng. Tội ông Phật quá. Rồi quý vị nghĩ ngài sẽ vui, có không? Có lẽ ngài sẽ cảm động trước tấm lòng sùng kính đó. Nhưng mấy vị Phật kia và chính ngài cũng sẽ cười chết đi được. Không biết con người có đỏ kiểu gì. Ôi trời ơi. Ủa, tại sao tao lại nói chuyện đó? Chúng ta nói về tình thương. Để chúng con đừng đau lòng nếu sư phụ không nhận chúng con. Và chúng con hiểu tại sao sư phụ làm như vậy. Luôn luôn thương. À phải rồi. Vậy thì có lẽ tôi cứ bỏ quý vị vào cái hộp với cái mũi hở ra. Người nào tôi thích nhất thì sẽ bỏ vào một cái hộp. Và mỗi ngày đưa đồ ăn cho mình quý vị thôi. Không ai khác được nhìn thức ăn của quý vị. Nếu mang được tất cả quý vị theo thì tốt quá, nhưng tôi không chắc có làm được không. Để tôi nghĩ xem. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Kiểm tra mọi vấn đề. Coi chúng ta có nên điều không. Tôi rất muốn nhận tất cả quý vị, những người muốn theo tôi. Tại vì thật ra cũng không sao. Mình chỉ cần một phòng tắm và một nhà vệ sinh thế thôi, đúng không? Sau đó ngồi đâu cũng được, rồi làm việc, làm vườn suốt ngày. Ban đêm về nhà ngồi một góc ngủ. Như vậy cũng đủ rồi. Như vậy cũng đủ. Nhưng nếu chúng con có người nào mang duyên nghiệp xấu đến cho sư phụ rồi, sư phụ phải khổ, như vậy không tốt. À, không tốt. Chúng con không muốn như vậy. À, quý vị không muốn việc đó xảy ra, tôi cũng không muốn. Tại vì nếu tôi tránh được thì tránh. Nhưng nhiều khi không thể tránh. Tại vì chỉ tôi mới có thể giúp được người đó. Nên ta phải giúp tới mức độ nào đó, tới khi người đó tối thiểu được rửa sạch phần nào, để họ tự chịu được, để họ không phải trở xuống địa ngục nữa. Thành ra tôi vẫn phải làm, vì có những người nặng quá, chỉ tôi mới lo được. Tôi đã nguyện cứu những người tệ nhất. Thật ra cũng chẳng cần phải thề nguyện, tôi làm việc đó hoài. Thôi không sao, để xem. Nhưng tôi biết chắc quý vị đến với định tốt, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi. Tôi biết tất cả quý vị đều đơn thuần và tới chỉ vì thương tôi, phải không? Nhưng còn bạn gái, bạn trai của quý vị thì sao? Tính thoảng có nhớ không? Dạ không? Còn... còn thú vui về thể xác thì sao? Không nhớ sao? Dạ không? Còn ngay cả... trước khi mãn kinh? Không hả? Quý vị mãn kinh rồi hả? Vậy là an toàn rồi. Người ta nói già đi không tốt, nhưng ta nghĩ thật sự rất tốt. Nó làm mình bệnh lặng nhiều lắm, phải không? Không còn kích thích tố lôi kéo trong mạch máu và khiến quý vị làm những chuyện điên rồ, rồi yêu nhầm người và làm nô lệ cho họ. Cũng vì nó, vì vấn đề kích thích tố. Cho nên già đi là phước báo đó, nói quý vị hay. Hãy trông chờ ngày đó. Quý vị sẽ cảm thấy sạch sẽ hơn, tươi tỉnh, dễ dàng hơn đối với mình và người khác. Quý vị cảm thấy bớt ham muốn, cảm thấy an toàn hơn, hướng nội nhiều hơn. Có đúng không? Dạ đúng. Người nào già đi qua khỏi tuổi mãn kinh, hãy coi như là may mắn. Thôi, mình gặp lại sau ha. Đây cũng là ảo tưởng của tôi. Như sống chung với nhau cũng vui. Như thế đó. Do vậy mà tôi luôn luôn nhận người vô. Nhưng nhiều lúc thất vọng vô cùng. Vì quý vị đến rồi than phiền mấy chuyện nhỏ như là nhà vệ sinh bé quá, ít nhà tắm quá. Chẳng hạn vậy. Tôi không biết có thật sự
Tốt cho quý vị không? Vì quý vị quen sống một mình trong căn hộ thoải mái của mình và muốn làm gì thì làm. Nhưng ở trong nhóm, nó có thể khác. Phải ăn vào giờ nào đó. Bằng không, sau này nếu cứ ăn uống suốt ngày, chúng ta cũng rửa chén suốt ngày, con can can suốt ngày. Trong nhà tôi chỉ ăn ngày 2 bữa thôi. Buổi sáng muốn ăn gì thì ăn. Đồ ăn có sẵn. Tất cả đều có sẵn. Có ngũ cốc, sữa đậu nành. Bữa nào hên thì có bánh bao thuần chay. Nếu có người đi tiệm tàu, nếu không thì cứ ăn mấy đồ lạnh. Hay là bánh mì nướng. Dĩ nhiên tôi cung cấp bánh mì nướng cho mỗi phòng nếu có thể. Và dĩ nhiên có nước nóng, nhưng và rồi quý vị có tất cả đồ ăn sáng tại nhà chỗ quý vị ở. Đồ nào thích thì quý vị mua. Hoặc biểu người chuyên đi chợ mua để sẵn trong nhà, rồi buổi sáng muốn ăn gì thì ăn. Buổi chiều nếu có thời giờ thì chúng ta nấu ăn cho mọi người, và quý vị phải ăn vào giờ đó. Rồi thức ăn đó có thể không hợp với khẩu vị của quý vị, hay không? Ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến quý vị chạy về nhà. Hoặc là ban đêm, không có nước uống vì mấy ngày đánh chó. Cho nên nếu có tới, quý vị phải chuẩn bị mọi chuyện như vậy. Đừng để cái đầu mình hay là cái ngã chấp ngu si và nghiệp chướng gạt mình. Tôi sẽ kiểm lại con. Thưa sư phụ, hả? Xin lỗi con không thể tới, nhưng sẽ tiếp tục làm việc sư phụ. À, dĩ nhiên. Và làm nhiều hơn từ nhà con. Cô không cần phải tới. Xin lỗi, mấy người này ngu đần. Họ muốn con đường khó. Nhưng dù làm việc gì, nếu làm về mục đích cao thượng thì ở đâu cũng tốt. Không cần phải ở gần tôi. Đó không phải là điều kiện tình thương. Không, không phải. Thưa sư phụ, hả? Không phải con không làm việc gì cho sư phụ. Ý nói con cũng tham gia dịch thuật cho tiếng Sihala. Tôi hiểu, nên ý cô nói là nếu ở trong nhà tôi, cô cũng dịch được. Tôi hiểu điều đó. Dạ, có điều đôi khi con cũng làm công việc toàn thời gian. Đôi khi con phải đối phó với nhiều điều tiêu cực. Nên thật sự rất khó. Ý con là để phiên dịch sau đó. Dạ, dạ. Được rồi, tôi hiểu. Được. Để coi nha. Dĩ nhiên nếu làm phiên dịch thì vẫn làm được trong nhà tôi. Không phải là không làm được. Cái đó làm được chứ. Nếu quý vị không có tiền thì ăn với tôi, không sao. Nếu có tiền thì tôi bắt quý vị trả tiền nhà và tiền đồ ăn. Không, không phải, không phải. Trong nhà tôi, cái gì cũng miễn phí. Cái đó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đôi khi miễn phí quá, rồi nhiều người tới ở với tôi, không trả gì hết. Và họ để dành tiền trong nhà băng để lỡ khi, biết không? Lỡ mà họ không muốn ở nữa thì họ sẽ trả về nhà. Vì họ có an toàn ở nhà. Họ có nhà cửa hoặc có căn hộ rồi. Có tiền trong nhà băng, cho nên họ không ổn định. Thành thử đa số hồi xưa, mấy người xuất gia không nên có tài sản gì cả vì lý do đó, để mình nhất tâm, thế thôi. Sống chết gì cũng ở đó. Tôi không bao giờ yêu cầu như thế. Nhưng điều đó đôi khi không giúp được gì. Như có bạn trai vẫn còn gọi điện thoại hoặc viết thư cho quý vị. Rồi quý vị có một căn hộ ở đó để trống, ổn quá. Hoặc quý vị cho mướn nên vẫn còn tiền, thế là quý vị trở về. Ồ, con xin lỗi. Có người tới muốn ở với tôi mãi mãi, nhưng sau đó là nói, ồ, xin lỗi sư phụ, chúng con phải về. Tại sao? Con phải về vì việc cho mướn. Con phải về thu tiền nhà. Đóng thuế tại vì có tiền cho thuê. Quý vị hiểu không? Đủ mọi cớ mà đầu óc nghĩ ra, thậm chí chỉ vì một bình nước uống ban đêm như thế. Anh ta bỏ căn phòng cạnh tôi để mà đi ra cả nhà đó. Chỗ đó rộng rãi. Từ nhà gác tới nhà tôi khoảng 800 mét. Wow. Nhưng không cảm thấy xa. Đi bộ chỉ vài phút thôi. Mỗi người có một chiếc xe đạp. Tập thể dục. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu, chỉ vì một bình nước khoáng mà quý vị thà đi chỗ khác, cách tôi 1 cây số, hơn là ngay trước phòng tôi. Tôi tưởng ai cũng vui sướng được ở cạnh phòng tôi. Tôi tưởng mình đã cho họ một đặc ân, vì họ đang ở cùng tôi, vì họ ngoan ngoãn. Nhưng mỗi người có cái nhìn khác nhau. Họ nhìn từ khía cạnh khác. Nghiệp chướng và ngã chấp thật sự là kẻ thù của quý vị. Không ai khác là kẻ thù của mình, dù đó là một
giả thú ăn sống mình rồi mình chết, hoặc người nào đó giết mình, họ cũng không phải là kẻ thù của mình. Chính ngài chấp mới là kẻ thù của mình. Nó khiến mình làm đủ thứ chuyện ngu si, ngã chấp. Được rồi, chút nữa gặp quý vị. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể thiền cầu nguyện hoặc đi ăn, sao cũng được. Mấy giờ rồi? Tới giờ thiền hay giờ ăn hay là gì? Dạ thiền. Quý vị ăn rồi phải không? Tới giờ thiền phải không? Dạ, được rồi, đi nào. Tôi sẽ đi kiểm tra coi ai có thể, ai không thể. Tôi nên chịu khổ vì ai hay là không? Mang lên đây. Thiền đi nha quý vị. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thường Trai là một bậc thầy tâm linh, nhà từ thiện và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Để biết thêm về cuộc đời từ bi, giáo lý của Ngài, xin viếng.